Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình về Game Đảo Kho Báu nha anh em. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 rồi. Hôm nay mình vẫn sẽ tặng cho anh em thẻ cạc 10.000 hữu duyên ở trong clip á. Và ở clip này mình sẽ tặng cho anh em là hai cái nha anh em. Và hôm nay sẽ có những clip là mình sẽ tặng hai cái, hoặc có những clip mình chỉ tặng một cái thôi. Cho nên là những anh em nào may mắn thì cố gắng gà để nhận thưởng nha. Và hôm nay cũng vẫn còn cái sự kiện mà nạp một kim cương để mà nhận cái gương gương tứ hoàng anh em. Đây hôm nay mình cũng vừa mới nạp vô 20k để mình lấy phần thưởng, để mình đủ cái vé quay nhà hàng để mình chơi cho đủ mốc 800 anh em. Đây mình vô mình đổi cái gương tứ hoàng ở đây. Hôm nay vẫn còn cái gương tứ hoàng nha anh em, và cái gương tứ hoàng thì nó cũng rất là ngon. Đây đã 500 bia, hai vé vàng và những món quà giống như hôm qua thôi, rất là ngon luôn anh em. Chỉ nạp một kim cương thôi, thâu tóm ác quỷ hiện tại bây giờ mình chỉ mới được mốc 10 à. Ok thì trong clip này mình sẽ tặng cho anh em hai cái thẻ cạc và mình sẽ ngẫu nhiên ở những cái vị trí khác nhau nha anh em. Việc của anh em là cố gắng là tìm nhanh nhất sớm nhất có thể, để không thôi là có những anh em khác nhập trước thì lại lên la là nói là thẻ lỗi này kia. Thực ra thẻ không có lỗi đâu anh em. Hôm qua có một cái bạn kia nhập xong rồi lo vô chơi game rồi lo mua vô lấy cái gương nè, rồi xong rồi nghiên cứu hay gì đó thì lâu quá mới lên ghép cho hay, cho nên là mấy anh em là hồi hộp tưởng đâu có thể bị lỗi. Ok thì bây giờ hôm nay thì hôm qua mình có chơi cái sự kiện quà quà 30 tháng 4 anh em. Cái code 30 tháng 4 là anh em comment Quốc Khánh thì Usopp sẽ gửi cho anh em cái nhiệm vụ để mà anh em làm đó. Thì hôm qua mình có chơi hai acc và mình được hai cái code. Đây, một cái code đầu tiên 500 đá và 10.000 hồn tăng sao. Và còn một cái code kia thì mình nhập vô trong cái ở trên web luôn rồi. Đây. Mã nhận thưởng đây, quà gift code nè. Được một cái chiêu mộ lệnh vàng và 5.000 đá tinh luyện. Thì cái gift code đó nó tới 4 cái thôi nè. Mình được một cái là comment từ 50 cho đến 100, và một cái là comment 101 cho tới 200. Đó, là mình chơi hai cái Facebook và mình được hai cái code luôn anh em. Đây là cái code đầu tiên, là cái code này là cái code comment từ 50 tới đến 100 nữa nè. Được một cái giấy chiêu mộ lệnh vàng và 5.000 ngọc. Còn cái code mà chiêu comment từ 101 tới 200 đó là được 500 cái ấy, 500 cái gì nữa quên mất tiêu rồi. Với 10.000 cái hồn tăng sao. Ok. Để mình coi cái phần thưởng này. Phần thưởng boss đấu trường còn ngon hơn cái phần thưởng mà kỷ niệm một tháng này, boss quần đảo. À, mảnh tứ hoàng. Ồ. Được chắc bữa nay được tặng đó anh em. Nhận luôn. Ok. Bây giờ mình để mình vô mình coi thử cái dòng quay may mắn. Đây, được một cái rồi. Giờ quay quay thử cái được trúng cái gì nha anh em. Bây giờ mà trúng cái gì là ngon nhất ta? Cái trận pháp thì cũng không cả, là cái cổ ngọc đi. Cổ ngọc hoặc là chiêu mộ anh vàng cũng được. Ok, em biết vô được cái gì đây. Cổ ngọc đi, cổ ngọc đi. Cổ ngọc. 30.000 cái hồn tăng tướng cũng được anh em. Hiện tại giờ cái đó cũng đang thiếu. Ok, bây giờ quá trời cái bia ơi. Giờ vô nâng cấp cho Mihao lên đỏ cái đã. Mihao còn thiếu chút xíu là lên đỏ được rồi. Đây, mình cái này mình lựa cái nào mà có cái đồ để mà tăng cường hóa trang bị ra. Giám định chứ, giám định mình lấy mình xài. Hiện tại giờ mình còn nhiều đồ mình chưa có giám định hết nữa. Hiện tại giờ mình chỉ giám định được khoảng 2 con rưỡi, còn hai cái bộ của Nami và con VV giờ chưa có giám định được. Chưa có đủ đồ để giám định em, bởi vì anh em kiếm những cái map nào mà có những cái đồ ở đó thì mình quét thôi, quét để mà lấy để giám định cho mấy tướng đó. Ok. Vậy là được thêm một con nữa lên bật đỏ rồi ha. Mi hao. Bây giờ mình sẽ đập Ta cho con muốn gấu giữ trắng này lên luôn. với ta, gia đình là kho báu lớn nhất. Tốn nhiều nguyên liệu quá anh em.
60 nè, 60 cục luôn. Hôm nay 1 tháng 5 thì tình hình là chắc cũng ở nhà luôn anh em ơi. Tình hình dịch bệnh này ghê quá, thấy ở Vũng Tàu, Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt được quá trời nhiều người kéo nhau qua tắm biển hay lên trên Đà Lạt chơi được. Thấy đông kín người luôn. Dịch bệnh này thấy ghê quá mà đi chơi kiểu đó thì thua. Đi bên Ấn Độ vừa rồi cũng tập trung kéo nhau qua tắm sông này kia đó, tắm xong bây giờ lây lan từ đưa hết. Ghê quá, thôi lễ lạc này ở nhà luôn cho rồi, ở nhà livestream làm clip tặng thẻ cho anh em còn có ý nghĩa hơn ha anh em. Anh em xem clip nhớ đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem ha anh em. Và anh em cứ góp ý thẳng thắn ở phía dưới phần bình luận đó, mình sẽ xem và mình rút kinh nghiệm, hoặc là mình sẽ đúc kết những cái ý tưởng hay từ anh em á, mình ra nhiều clip hay hơn. Cái chìa khóa vàng, chìa khóa mà ô cái map này sao nó ra nhiều chìa khóa quá ta. Rồi qua bên đây ít lại. Thực ra thì mình cũng muốn tặng cho anh em nhiều thẻ hơn, nhưng mà kinh tế cũng có giới hạn đó anh em. Sau này thì khi nào kênh được bật kiếm tiền thì mình sẽ tặng nhiều hơn cho anh em. Và cái số toàn bộ cái số tiền đó mình sẽ dồn vào game hết luôn đó. Một phần thì mình sẽ nạp cho game thôi, còn một phần thì mình sẽ chia sẻ cho anh em bằng cách là xuất hiện những cái mã thẻ hậu nhiên ở trong các clip đó. Việc anh em là lên và xem và canh những cái đoạn nào có thẻ đó, anh em nhanh tay nhập vô thôi. Bữa nay thì không biết là đủ để mà chơi full 50 bạc. Tại vì mới vừa rồi cũng đã xả hết bia rồi, bây giờ còn một đủ bia để mà chơi nữa anh em ơi. Gần hết bia 270, được thêm 5 lần nữa là hết rồi. Giờ gán đập cho con gâu trắng nó full cái màu này để nó coi nó có lên cái màu khác, lên cái gì đó. Nó mới ra cái dòng của con tướng mới, các bạn thấy có nhiều màu nè, màu sắc sặc sỡ nhìn đẹp lắm, chắc là đột phá lên cái tầng trên xíu như là nó có quá. Giờ đột phá chắc tốn cũng khá bia, chơi mà đủ full 50 bạc là chắc đủ bia để mà đột phá cho con này lên. Hết bia nè. Rồi hết bia, giờ mình ra mình quay nhà hàng thôi. Tiếp. Đây, hiện tại giờ đại đao cộng 3, không biết có lên cộng 4, cộng 5 gì nữa không. 4 cộng 5 chắc xỉu luôn quá. Ok, bây giờ như mình thiếu 4 lượt nữa là mình đủ anh em. 4 lượt nữa là mình sẽ đủ để mình nhận cái móc kia. Hôm nay nhân phẩm có vẻ là không được tốt cho lắm anh em ơi. Ok, nhận này luôn đi. Trời, mảnh đồ, bản đồ thất lạc. Để cho mình mảnh bản đồ thất lạc màu đỏ cũng đỡ. Ok, full. Vừa đủ tích lũy 800 lượt luôn. Bây giờ mình sẽ để dành cho cái mùa sau. Nhận lần thử. Anh em cũng chịu khó vô làm nhiệm vụ trong quân đoàn nè. Đặt bằng dặm 2 lần, tìm kho báo 15 lần, hoặc là tổ động chiến 6 lần. Hãy đặt bằng dặm đi, hãy đặt bằng dặm thì nó dễ hơn. Được 81 giờ, 81 giờ được 9 lần anh em. Hiện tại bây giờ là nó đâu còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Kỹ thuật, nâng cấp kỹ thuật quân đoàn. Nhiệm vụ anh em cũng cố gắng làm nhiệm vụ nè anh em. Nhiệm vụ này phần thưởng cũng khá là ngon á. Anh em nông dân mình chỉ mong chờ vào những mấy cái nhiệm vụ thôi đó. Ngọc thì vàng là Billy này kia là quá trời nữa thấy không. Nếu mà cần làm full này cũng được khá vàng để mà nâng cấp được. Ok, bây giờ hết cái gì để chơi. Bây giờ mình sẽ vô mình đột phá con ở tăng sao tướng gáp mình lên. Bà muốn gì? Coi có con nào đủ để tăng sao không? Chủ được lục thức sẽ giống như sức mạnh của hàng trăm người để coi thường sức mạnh của cái ác quỷ hưu công. Ta không phải là Kuma trước tượng coi thường chỉ huy đội 1 của băng rồng trắng. Cô, ok. Thôi mình vô vào trong thiên thư đi. Nó vô trong, vô thiên thư mình coi thử cái danh sách tướng.
con Along mình đủ nè, Yogo Kid mình, mấy con này 4 sao hết thì mình bỏ qua đi. Giờ mình kiếm mấy con nào mà đừng coi thường chỉ huy đội một, mình tăng mấy con này cho nó lên 4 sao hết để mình lấy cái điểm đó, tăng thêm 3 triệu mấy cái chiến hết em. Bây giờ mình kiếm mấy con nào mà nó lên được 4 sao mình tăng. Hiện tại giờ còn khá khá hồn ha, mình sử dụng hết luôn đi. Đó, mỗi lần cường quá lên là được tăng thêm 3 triệu mấy lực chiến nữa. Mấy con nào 3 sao đủ lên 4 sao thì mình tăng cho nó lên 4 sao luôn. Con Gáp của mình đây. Gáp mình. Ủa lộn. Con Gáp mình đủ lên 4 sao nè. Đặt cho lên 4 sao luôn. Bên đây chỉ tăng có 94.000 lực chiến thôi em à. Tại bên này là máu, mà máu thì nó tăng cái lực chiến rất là ít. Đó, được thêm một con nữa. Bây giờ mình dồn mình tăng ở bên đây đi. Đang bên đây cho nó tăng lên cho nó nhiều. Chiến B, chiến B của mình à, không, chiến B của mình thì nó không có đủ lên được 4 sao rồi. À, chiến dao thử. Chiến dao không đủ lên 4 sao luôn rồi nè. Hãy đặt 5. Hãy đặt 5 thì đủ lên 4 sao nè. Hãy đặt 5. Để mình coi thử hãy đặt 3. Hãy đặt 3 cũng đủ luôn nè. Hãy đặt 2. Hãy đặt 2 thì cũng đủ luôn. Ok, bây giờ mình cho từng con một lên đi. Cho con này lên trước đi. Hiện tại giờ cũng không còn đủ đá tinh luyện để mà tinh luyện chuyển sinh nữa. Thôi thì bây giờ mình tăng được 3 triệu mấy lực chiến rồi nè anh em. Còn được 11.000 mấy cái là chắc không đủ để mà tăng nữa đâu. Bây giờ mình coi thử mình lên được nhiều lực chiến này. À, lên được một mười mấy triệu lực chiến hết ta, mười mấy hai mấy triệu rồi đó. À, mười mấy triệu à, nãy là mình 120 mấy triệu. Đã, anh em chịu khó đột phá thiên thư này kia rồi tăng tướng đâu lên cho nó ngon, để mình coi thử tướng mình lên được nhiều đam này. Lên được 154, mỗi năm 156, hôm qua là 145, lên được mười mấy ngàn nè. Đồ rắn thì lên được 151.000. Mỹ Hảo thì lên được 137. Nó thì không kém. Người thì yếu đuối. Khi mà họ do dự, tôi không. Đây. Chắc xíu nữa mình chuyển Mỹ Hảo qua cho Gáp quá. Mỹ Hảo qua cho Gáp để Gáp mình lên 5 sao rồi tắm cũng khá là êm anh em. Để mình vô mình coi còn cái sự kiện nào hay nữa không. Sự kiện à, hiện tại có sự kiện cho đổi mấy cái này nè anh em. Hôm bữa trước mấy anh em nào hỏi đó. Đó nó cho đổi mấy hoặc xả mấy cái chìa khóa cũ nè. Xả mấy chìa khóa cũ để mà mua mấy cái vật phẩm nè. Vàng đổi vàng này kia. Hôm nay thì có khá là nhiều cái móc để mà nạp một kim cương nhận quà anh em. Hôm nay mà anh em nạp một kim cương chưa là ngon luôn. Khá là nhiều móc. Tích lũy chiêu mộ, à tích lũy mấy này tích lũy chiêu mộ. Đợi giờ được 4 cái giá đỏ, 2 cái giá đỏ. À còn quá trời nhiều ba cái thỏi vàng, thỏi bạc kia để vô mình cường quá đồ quá. Cường quá được hết cái vũ khí à. Bà muốn gì ư? Hết vũ khí, hết vũ khí hết này. Tôi không đợi mọi người đi yêu, tôi mấy con này mình không có cường quá gì cho mấy. Tôi sẽ bảo vệ đa số mấy con này để hơn sao thôi mà anh em. Cho nên là mình cũng không có cường quá lên. Mọi người đi ướt, tôi không thể đứng yên. Bây giờ cường quá con Yogo cho nó trâu bò anh xíu. Cường quá kháng phép đi. Ghiền. Giờ không có đủ đồ để ghiền con này lên à, giảm giáp thương phép để nhận được 14%. Ở mấy cái ải sao đa số là còn tướng phép không anh em. Bởi vì anh em phải trang bị thêm cái giảm sát thương phép nhận vô nữa. Mát lép luôn anh em. Cường quá mát lép hết luôn. Ta muốn gì ư? Với ta, gia đình là kho báu lớn nhất. Ok, cường quá mát lép hết luôn anh em. Giờ còn dư nhiều quá. Ok, dồn hết vô hai con này trước đi. Rồi sau đó mình sẽ dồn vô mấy con kia sao. Mắt nhiều hâu. Kiếm sĩ mạnh nhất. Hiện đại cũng hết bia hết đồ này kia rồi. Ok, anh em xem clip nhớ cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. À, và chắc clip nó cũng khá là dài, mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em. Anh em xem clip, anh em nào nhận được
hãy nhớ comment bên dưới cho mình hay nha, để những anh em khác cũng đỡ phải nung nao và tò mò xem thử ai nhập được, hoặc là nhiều anh em không biết tưởng đâu có thể nó bị lỗi nữa. Rồi thôi mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, chúc anh em có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và thật là may mắn. Ok, tạm biệt anh em.